đến Kurume, là một thành phố ở trong tỉnh Fukuoka. Mặc dù mình đã sống ở Fukuoka được gần 2 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đến Kurume. Xem trên mạng thì mình thấy Kurume có rất nhiều, nhất là đồ ăn ngon và cũng có bề dày lịch sử và nhiều phong cảnh đẹp nữa. Thế nên là hôm nay mình đã đến đây để xem là thực hư nó thế nào. Bạn đi với mình nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về các đặc sản Kurume. Đó, let's go. Bây giờ mình sẽ vào trong thị tượng rồi đi lên trên để ngắm phong cảnh xung quanh. Mình sẽ đi vào bên trong. ね、絶対夜通りきらんよね、ここ。GoPro、すごいね、これ。Bây giờ mình sẽ vào địa ngục. Itadakimasu, em chào. Ừ.
いじめの情熱地獄に落ちるよ心がけ。について、筑後うどんと呼ばれています。筑後うどんの 特徴は、博多うどんと同じように、ふわふわというところですね。
で、まあ、だしに関しては、まあ、通常うどんだとカツオだし、いりこだしとかが多いんですけど、久留米、筑後、この辺りではですね、意外とあの味節とか、まあ、あのちょっとなかなか耳慣れないような素材を使って、作るところが多いですね。で、サバの厚削り節であったりとかで、まああの要はコクのあるだしを作っていく、ね、っていうのが、筑後うどんの特徴かなと思います。で、まあ、あのなぜ筑後がうどんなのかというところですけど、実はあの久留米の筑後平野というのは、九州で最大の平野です。ということであの米が、米の生産も、九州一なんですね。で、米の裏作として、麦を作るところが多かったんですね。で、そうすることによって、小麦の文化というのが、まあ、広まっていきました。ですので、久留米地域でそばっていうと、まあ、古いお店はあんまり見ないんですけど、うどん屋さんですと、まあ、数が多くあるというところが、特徴ですね。Krume có thấy mọi người có thể thấy là bát rất là to và nhiều nhân cao một hộp thế này. Nhân thì có bắp cải này, giá, cà rốt, và nấm, rất nói chung là rất nhiều rau. Bên cạnh đó còn có thịt và đây mình thấy có cả miếng mực ở đây nữa. Nói chung là trong một bát mì này có rất là đầy đủ chất dinh dưỡng, cả rau, cả thịt, cả tinh bột nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé.はい、じゃあちゃんぽん、久留米ちゃんぽんですね。久留米のちゃんぽんというとですね、まあ、特徴が実は大きく2つに分かれてまして、定食屋系ちゃんぽんというのと、ラーメン屋系ちゃんぽんというのがあります。で、もともとちゃんぽんはですね、まあ、あの在日中国人の方ですね、沖田さんという方がいらっしゃいまして、でこの方は、非常に、久留米に大きな影響を与えた方で、あの久留米の飲み屋街で文化街というのがありますが、その文化街の名付け親であったんです。で、まあ、あのチャレンジ精神旺盛な方で、いろんな事業を、久留米で一番初めにやった方、映画館を初めに作ったり、スケート場を作ったり、あの市営のプールを作ったりですね、いろんなことを昭和の戦後、やられた方です。でこの方が、ちゃんぽん屋を始めて、で、非常に当たったと。で、それで、まあ、久留米市内にいろんなお店がちゃんぽんを作るようになりました。で一つがその、まあ、ラーメン屋系ちゃんぽん。でラーメン屋は、先ほどラーメン屋の時に話しましたが、久留米では豚骨スープのことを白濁スープの豚骨スープですね。でこれでラーメンを作る。でこのラーメンを作ったスープでちゃんぽんも作る。でそうすると、豚骨スープのちゃんぽんが出来上がるわけですね。で、まあ、動物系の味がしっかりして、コクがあって美味しいということで、これを好きな方も大勢いらっしゃいます。でもう一つがですね、定食屋系ちゃんぽんというのがあります。で昔あの、まあ、定食屋というところには絶対にうどんがありました。でそうすると、定食屋さんはうどんスープを常に常備しているわけですね。でこのうどんスープに、まあ、あの化学調味料だけ加えて、あと野菜を炒め、麺を入れてちゃんぽんを作る。で、こういうあのカツオだし系ちゃんぽんですね。で、これが多く見受けられたんですよ。でそうすると、なんか味が薄くて嫌なんじゃないかって、まあちょっと思うんですけど、実はこれが毎日食べてると、あっさり食べれて意外に美味しい。ということでこの定食屋系ちゃんぽんは、今でもですね、定食屋さんである、一定の店には残っております。まあ、ちゃんぽんについてはこんなところです。
餃子ラダーのブーニーのパタレザラですね。これが餃子のタレ、はい、で小さいのがラー油って、ラー油、ラー油ってわかりますか、はい、で辛いです。ラー油は美味しいね、まず、はい、今日は餃子グルメ、いただきます。Ở phía trên rất giòn, còn ở dưới thì mềm và dẻo. Và đặc biệt là vỏ ở đây làm rất là mỏng, thế nên là lúc rán thì không cần dầu, chỉ cần một ít nước không cho vào rán mà nó vẫn được giòn như thế này. Rất ngon, ăn chấm với cả ra yu. Ừ. Rất hợp. Thế chỗ này kiểu nó rất là đẹp ấy, nhìn mọi thứ nó đều thẳng hàng, xong rồi có cây bonsai các thứ, nhìn rất là gọi là an nhiên. Mặt chung của các sư trong chùa thì như mọi người có thể thấy là kia có tranh của Nhật, rồi có các cái đồ bày của Nhật rất là đẹp và rộng. Bình thường mọi người sẽ ăn cơm hoặc là uống trà ở trong này, tập thể với nhau. Chào tố. Lần đầu tiên mình được thử lấy nước như thế này. Nước ra phải không nhiều lắm.
Ôi, đây là lần đầu tiên mình thấy bếp kiểu này ngoài đời thật. Kiểu bình thường xem trên phim thì mới chỉ thấy trên phim thôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy này, thấy khác hẳn so với chùa ở Việt Nam. Rồi. Bà chị. Mọi người thấy Kurume thế nào? Rất vui phải không? À, từ Fukuoka đến Kurume chỉ đi bằng tàu điện thì chỉ mất có 15 phút thôi. Thế nên là nếu có thời gian thì mời mọi người đến Kurume để xem thành phố này nó đẹp thế nào nhé.